Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Thời gian qua, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị số 05 tại Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng được triển khai nghiêm túc trong toàn Đảng bộ khối. Công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, sâu sát với cơ sở. Các chi bộ đảng bộ đã chọn chuyên đề, xác định chủ đề sinh hoạt thiết thực, đi sâu về đạo đức công vụ, phong cách, tác phong công tác, lối sống, ý thức trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Thông tin chi tiết về hội nghị chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong các bản tin tiếp theo.